Ông già Noel xăm mình đầy trên người xuất hiện tại Brazil, tới từ Brazil. Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ Giáng sinh sắp đến, trẻ em ở mọi lứa tuổi trên khắp thế giới hiện đang háo hức để được gặp mặt ông già Noel tại các trung tâm mua sắm và quảng trường của thành phố. Tuy nhiên, tại Brazil, ông già Noel lại vô cùng khác biệt với những nơi khác bởi vì ông được bao phủ bằng những hình xăm từ đầu đến chân. Nghệ sĩ Victor Martins đã đóng vai ông già Noel tại một trung tâm mua sắm ở São Paulo từ 15 năm qua. Với mái tóc bạc, bộ râu trắng và nụ cười luôn hiện diện ở trên khuôn mặt, Martins trông không khác gì một ông già Noel truyền thống, ngoại trừ những hình xăm chiếm đến 94% diện tích cơ thể của ông. Tuy nhiên, bất chấp những đặc điểm không mấy thân thiện, Martin vẫn luôn tận tụy với công việc và là người mang tới niềm vui cho trẻ em. Để bắt đầu một ngày làm việc trong vai trò ông già Noel, người nghệ sĩ 59 tuổi này phải cẩn thận che giấu những hình xăm bao phủ khắp cơ thể từ những đầu ngón tay cho đến khắp vùng bụng và vùng lưng. Theo Martin cho biết thì ông dùng cơ thể của mình để ghi lại những nỗ lực mang tới niềm vui cho trẻ em. Bất kỳ ai nghi ngờ về công việc của Martin đều có thể ngắm nhìn những tác phẩm trên cơ thể của ông, đó là những hình xăm của Đức Chúa và những hình vẽ Giáng sinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra hào hứng khi phát hiện ra bí mật của Martin, thứ mà ông gọi là những vấn đề mà việc xăm hình đã mang lại. Mặc dù vậy thì nghệ sĩ này vẫn hy vọng thế hệ trẻ sau này sẽ lớn lên và thôi không còn kỳ thị những hình xăm. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, rất nhiều trẻ em đã tham gia diễn hành tại thành phố São Paulo và không hề tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với ông già Noel Martins. Thậm chí một số trẻ em đã may mắn còn ngồi ở trên đùi của ông và thì thầm những điều ước mà mình mong muốn trong dịp lễ Giáng sinh sắp đến.